trong thời gian qua ngân hàng trung ương châu âu ecb đã liên tục áp dụng các chương trình kích thích kinh tế tuy nhiên kết quả đạt được cho đến nay vẫn chưa như kỳ vọng của thị trường chính vì vậy mà nhiều chuyên gia nhận định rằng chương trình này sẽ còn được triển khai cho đến khi diễn biến lạm phát có xu hướng gia tăng bền vững hơn Trước tình hình lạm phát vẫn ở mức thấp như hiện nay, không ít quan điểm cho rằng vào tháng 12 tới đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể quyết định tăng thêm gói nới lỏng định lượng QE so với mức 80 tỷ euro mỗi tháng như hiện nay. Trong thời gian qua, đã có khá nhiều tranh cãi về gói QE này. Một số ý kiến cảnh báo tình hình tài chính của ECB có thể gặp nhiều vấn đề hơn nếu cứ tiếp tục bơm tiền mà chưa mang lại kết quả thiết thực do đó chính phủ các nước cần phải tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc hồi phục kinh tế ở Eurozone. Ngoài ra, nhiều chuyên gia đưa ra dẫn chứng nếu các tổ chức tín dụng hoạt động tốt hơn sau thời kỳ suy thoái trước đó thì có lẽ tốc độ tăng trưởng ở thời điểm này đã được cải thiện tốt hơn nhiều. Mối lo ngại chính đối với ECB hiện nay đó chính là vấn đề lãi suất âm đang tác động tiêu cực đến tình hình lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. Diễn biến này đã khiến cho cổ phiếu của hàng loạt ngân hàng liên tục sụt giảm, đồng thời đẩy chi phí sử dụng vốn leo thang. qua đó cũng kéo theo tình trạng giảm dần các khoản vay dành cho nền kinh tế. Như ý kiến cho rằng tình hình này xảy ra đi ngược lại mục tiêu của chương trình kích thích kinh tế mà ECB đang hướng đến. Trong 3 năm rưỡi qua, cơ quan này vẫn đang lây hoay để đạt được mục tiêu lạm phát 2% và nhiều dự báo cho thấy tình trạng này sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến ít nhất là cuối năm 2018. Một trong những vấn đề đáng ngại hiện nay là các doanh nghiệp và hộ gia đình đang mất dần niềm tin vào tình hình hoạt động của các ngân hàng. Trong khi lãi suất ở mức cực thấp, các doanh nghiệp và hộ gia đình đã có khuynh hướng chuyển sang sử dụng tiền mặt. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng tăng trưởng chậm lại khi mà các chính sách tiền tệ chưa mang lại nhiều lợi ích theo ý kiến của các chuyên gia những chính sách hiện nay của ecb đang khiến cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng lên trong xã hội theo đó thì người có tài sản trong tay đang trở nên giàu có hơn những ai đi vay cũng chỉ phải trả nợ ít hơn so với thời gian trước trong khi những ai gửi tiết kiệm thì lại khiến họ trở nên nghèo đi Ngoài ra, ngay tại Đức, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, thì chính sách tiền tệ của ECB cũng gặp phải chỉ trích, trong khi ông Mario Draghi, chủ tịch ECB cho rằng hộ gia đình Đức đang là một trong những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách này, thì thực tế cho thấy lượng người dân phải đi thuê nhà đang ở mức cao và chỉ người giàu mới đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, một diễn biến trái ngược lại cho thấy, tại Tây Ban Nha, tỷ lệ người dân sở hữu nhà dần tăng lên. Được nhận định là nhờ vào sự hiện diện của gói KHI và mức lãi suất thấp từ ECB, đứng trước khá nhiều chỉ trích từ thị trường quốc tế, Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi vẫn giữ quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại là đang đi đúng hướng, góp phần kích thích tiêu dùng và đầu tư cũng như tạo thêm việc làm cho người lao động. Ngoài ra, gói KHI cũng đã góp phần ngăn chặn tình trạng giảm phát và giúp cho mặt bằng giá trên thị trường không bị rớt sâu thêm. Mặc dù vậy, trong khi lạm phát vẫn đang tăng nhẹ ở những tháng gần đây thì tỷ lệ này chỉ lại dao động ở mức 0,4%, còn cách rất xa với mục tiêu đề ra là 2%.